Chào mến chào cả nhà nha, chào các cô chú, quý vị, anh chị và các bạn. Nay Lai Chào mời quý vị đi dạo một vòng đường phố Nha Trang về đêm, cũng như cái xem thử tình hình thời tiết như là biển Nha Trang hôm nay như thế nào nha quý vị. Hiện tại Lai Chào đang ở cái khu vực đường Lý Thánh Tôn giao nhau với đường Dễ Sinh này và đường Quang Trung nữa này. Lê Lợi giao nhau với đường Butter nữa mình. Lai Chào đi thẳng ra đường Lê Lợi này là ra giao nhau với đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân khi xưa. Con đường biển, con đường Kiều Đô. Ôi chào, sóng biển lớn ghê chứ. Thank you.
đầu miễn này gần chỗ công viên, đối diện công viên Yến Phi nè các bạn. Gần cuối cầu Trần Phú nè. Thì hôm nay là ngày ngày 5 tháng 11 quý vị. Thì dự kiến là sáng mai ngày 6 thì bão số 10, bão Goni sẽ đổ bộ vào đất liền. Thì khu vực từ Quảng Ngãi cho đến Khánh Hòa là bị ảnh hưởng. Và đa số hình như thấy là vô tâm Bình Định với Quảng Ngãi quý vị. Bình Định, Phú Yên. Thì dự kiến cơn bão Goni này thì nó cũng thấp. Cái gió giật hình như chỉ cấp 6 thôi. Thì cũng hy vọng là nó sẽ yếu thành áp thấp. Mọi người thấy sóng biển không? Bây giờ mời quý vị đi vòng qua bên Phạm Văn Đồng thử nha. Có vẻ như sóng đánh vô xương mù. Bảy mét
bờ biển của biển Hòn Chồng này là nó xa lắm, ở rất là xa lắm. Giờ đang ảnh hưởng bão nên sóng nó đánh vô rất là mạnh này, sát bên trong luôn này. Lấn vô đằng này luôn. Gần lại chỗ ngay nhà thờ Ba Làng nữa mình. Đây đoạn biển bờ kè biển của Phạm Văn Đồng. Dọc bờ kè vậy, dọc bờ kè sóng đánh vô là bờ kè này rất là mạnh. Wow. Đó, mấy anh kia này, mấy anh kia đi sâu kia thì biển Hòn Chồng, vượt tới đây bờ kè. Tại biển đang động quý vị, đang bị ảnh hưởng. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 11 rồi. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết cũng mưa, thời tiết cũng nắng và chiều là bắt đầu âm u. Đó. Trời âm u mây rồi rất là nhiều.
Theo dự báo thời tiết thì dự kiến vào sáng ngày mai á, là ngày 6 tháng 11 thì bão số 10 tên quốc tế là Goni sẽ đổ bộ vào đất liền. Thì khu vực ảnh hưởng là từ Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Thì nhưng theo theo cái sơ đồ thì có thể thấy là tâm bão hình như vô Bình Định với Phú Yên quý vị. Và hiện tại ở Nha Trang thì cũng đang đang ảnh hưởng bão số 10 cho nên là sóng biển cũng rất là lớn. Quý vị thấy cuồn cuộn không? Khu vực này là gần ở bờ kè. Gần bờ kè nên là sóng nó dập vô mạnh hơn. Này là đường Phạm Văn Đồng quý vị, khu vực gần chỗ Nha Trang Horizon Hotel này. Thì cái khách sạn này hồi trước là nó bật đèn led đẹp lắm nhưng mà nay nó tắt rồi. Trời, sóng cuồn cuộn không? Lan Chamo cũng cập nhật tình hình cái thời tiết của Nha Trang cũng như anh xem thử có ảnh hưởng cái bão số 9 hay không, anh bảo ảnh hưởng bão số 10 hay không để cho quý vị xem. Thì hiện tại bây giờ thì trời vẫn âm u, trời âm u chứ cũng chưa có mưa và sóng thì sóng biển cũng rất là mạnh. Like cho vô xin kết thúc video tại đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video nha. Có gì ngày mai like cho vô sẽ cập nhật tiếp tình hình thời tiết Nha Trang cho quý vị xem nha. Đó, chú của đang thấy cơn sóng này nó đang vô cuồn cuộn luôn quý vị. Rồi, mến chào quý vị nha.